mình muốn là hình mẫu, tức là hình mẫu cho những cái bạn chuyển giới từ nữ sang nam. Trường hợp của Candy cũng thấy là một người chuyển giới họ cũng có nhiều cái cơ hội lựa chọn nghề nghiệp hơn. Không phải cứ người chuyển giới nam thì sẽ là phục vụ bàn, hay là người chuyển giới nữ thì làm những công việc liên quan đến nghệ thuật.